Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2019. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình Nhạc lá Bồ Đề và trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi Nhạc lá Bồ Đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện hàng tuần vào mỗi sáng thứ Bảy trên VTV. Tú Linh xin kính chào quý vị kính mời quý vị đến với nhạc lão bồ đề với câu chuyện thất lạc vợ con nhưng số phận đã được an bài chuyện do viên hùng sưu tầm tủ linh tóm lược và trình bày kính mời quý vị theo dõi trong thế chiến thứ hai có một người đàn ông họ vua tên là martin martin vua là một tù binh chiến tranh bị giam tại trại tù ở siberia bỏ lại người vợ anna và cậu con trai jacob của mình Martin và gia đình, mỗi người một phương. Đến cả việc người vợ Anna xin thêm một đứa con gái tên là Sonia mà anh cũng không hề hay biết. Vài năm sau, Martin được trả tự do sau khi ra tù. Chuyện đầu tiên mà Martin làm là tìm kiếm vợ con mình. Từ hội chữ thập đỏ, người ta nói rằng vợ con anh đã chết trên đường đi tới Siberia martin đau khổ tột cùng và anh vẫn không hay biết rằng mình còn có một cô con gái sau khi martin bị bắt làm tù binh anna đã may mắn đưa con trai jacob chạy trốn đến nước đức cô gặp được vợ chồng nông dân tốt bụng đôi vợ chồng này đã cho mẹ con cô tá túc vì vậy anna sống yên ổn tại đó cũng vào thời gian này Cô sinh đứa con gái tên là Sonia. Anna tin rằng chỉ cần Martin còn sống, họ nhất định sẽ đoàn tụ. Nhưng cuộc đời vốn không ai có thể biết trước. Vài năm sau đó, chiến tranh kết thúc. Nước đức, đức thưa trận, hy vọng của Anna vụt tắt. Cô cảm thấy tuyệt vọng rồi sinh bệnh nặng. Cô biết mình không thể sống được bao lâu nữa. Chỉ ngày qua ngày cầu nguyện cầu xin ông trời hãy phù hộ cho hai đứa trẻ bất hạnh của con. Một buổi sáng, Anna gọi Jacob đến bên cạnh và nói, Con trai của mẹ, mẹ bệnh nặng lắm rồi, có lẽ không sống được bao lâu nữa. Mẹ sợ ở trên trời phù hộ cho các con. Jacob, con phải hứa với mẹ không bao giờ được bỏ rơi em gái Sonia. Sáng sớm hôm sau, Anna qua đời, còn hai đứa trẻ thì bị đem lên tàu hỏa, đưa đến một cô nhi viện gần đó. Về phần Martin, chìm đắm trong tuyệt vọng. Lúc này, anh đang làm việc trong một nông trại. Martin gặp Rita, một cô gái làm cùng nông trại với anh. Martin không ngờ rằng cô này lại là bạn học ngày xưa của mình. Nay họ lại có thể gặp nhau ở đây. Cả hai đều cảm thấy đúng là duyên phận chẳng bao lâu họ tổ chức hôn lễ martin cảm thấy cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn rita cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng cô luôn mong mỏi có một đứa con để yêu thương chăm sóc đến một ngày rita nói với chồng chúng ta hãy xin một đứa con về nuôi có được không martin phản đối Rita sao em lại có ý nghĩa như vậy? Anh không thể chịu thêm bất cứ sự đả kích nào nữa, em có hiểu không? Rita vô cùng buồn bã, nhưng cuối cùng mong muốn mãnh liệt được trở thành một người mẹ của cô đã thuyết phục được Martin vào một buổi sáng. Martin nói với Rita: "Em hãy đến cô Nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ đi." Rita vui mừng khôn xiết. Cô lập tức lên tàu hỏa đi đến cô nhi viện. Richard nhìn thấy những khuôn mặt, những ánh mắt cầu xin của lũ trẻ. Richard muốn mở rộng vòng tay, ôm lấy tất cả chúng vào lòng và đưa về nhà. Nhưng cô biết rằng điều đó là không thể. Đúng vào lúc này, có một đứa trẻ cười thẹn thùng bước về phía cô. Rita quỳ xuống xoa đầu đứa trẻ cháu à cháu có đồng ý đi theo cô không đến một nơi có cả cha lẫn mẹ vâng cháu đồng ý nhưng cô đợi chút cháu đi gọi anh trai chúng cháu phải đi cùng nhau cháu không thể bỏ lại anh trai mình được rita cảm thấy vô cùng băn khoăn bất lực lắc đầu nhưng cháu à cô chỉ có thể đưa một mình cháu đi thôi không cháu muốn đi cùng anh trai trước đây chúng cháu cũng có mẹ khi mẹ qua đời đã dặn anh trai không được bỏ rơi cháu lúc này rita cảm thấy không muốn chọn bất kỳ đứa trẻ nào khác bởi vì đứa trẻ trước mặt của cô vô cùng đáng yêu đã thu hút sự chú ý của cô tuy nhiên cô nghĩ rằng mình phải về thương lượng lại với martin khi về đến nhà Richard lại khẩn cầu Martin. Martin, có một chuyện em muốn nói với anh. Em phải nhận nuôi hai đứa trẻ, bởi vì đứa trẻ mà em chọn có một người anh trai. Nó không thể rời bỏ anh trai của mình. Em mong anh đồng ý nhận nuôi đứa trẻ này được không? Richard, vậy sao em không chọn đứa trẻ khác mà lại nhất quyết là bé gái này? theo anh thấy thì tốt nhất đừng chọn đứa nào cả lời nói của martin khiến rita vô cùng đau lòng nhìn thấy bộ dạng buồn bã của rita trong lòng anh chợt trào lưng niềm thương cảm tình yêu rốt cuộc lại giành chiến thắng lần này martin và rita cũng đến cô nhi viện martin cũng muốn gặp đứa bé gái đó đứa bé gái ra ngoài hành lang tiếp đón họ lần này cô bé nắm chặt tay cậu bé đi cùng. Đó là một cậu bé gầy gò, nhưng đôi mắt của cậu bé lại ngập tràn sự dịu dàng và hiền hậu. Lúc này, cô bé mở to đôi mắt sáng, nhẹ nhàng hỏi Rita, cô đến đón chúng cháu phải không? Rita chưa kịp trả lời, thì cậu bé đứng bên cạnh đã mở lời. Cháu đã hứa với mẹ là sẽ không bao giờ bỏ rơi em gái khi mẹ cháu mất cháu đã hứa như vậy martin âm thầm quan sát hai đứa trẻ vừa đáng yêu lại đáng thương này một lát sau anh tuyên bố đầy quả quyết chúng tôi nhận cả hai đứa trẻ này martin đã bị cậu bé lay động bởi tình yêu thương của mình dành cho em gái vậy là rita đưa hai anh em đi thu dọn quần áo Martin đến văn phòng làm thủ tục nhận nuôi khi richard đưa hai đứa trẻ đến văn phòng nhìn thấy Martin gương mặt trắng bệt đôi tay run rẩy dường như có điều gì đã xảy ra richard sợ hãi hỏi Martin anh làm sao vậy richard em nhìn những cái tên này xem richard nhận lấy tờ thủ tục nhận nuôi có ghi tên hai đứa trẻ jacob war Sonia War, mẹ là Anna War, cha là Martin War. Em có biết không, Richard? hai đứa trẻ này là con ruột của anh, là đứa con trai mà anh tưởng rằng đã chết từ lâu, và một đứa con gái mà anh chưa từng gặp mặt. Martin xúc động, nước mắt nhạt nhòa. Anh vừa nói, vừa quỳ xuống, ôm chặt hai đứa trẻ vào lòng. Anh xúc động thốt lên, ôi, cảm ơn Thượng Đế đã phù hộ chúng con. Rita, nếu như không phải em đã thỉnh cầu anh nhận nuôi chúng, nếu như không có trái tim nhân ái của em, có lẽ anh đã không gặp được hai con. Sự hiền lương của Martin, lòng nhân ái của Rita và lời hứa đầy trách nhiệm của cậu bé Jacob, tất cả đã tạo nên một kỳ tích. Hạnh phúc thực sự luôn tồn tại chỉ cần biết tin tưởng và sống đúng với con người thật của chính mình phép màu sẽ đến trong tương lai. Kính thưa quý vị, nhạc lão Bồ đề đến đây xin được tạm ngưng, mọi liên lạc về chương trình nhạc Lá Bồ đề xin gửi email đến 2 2gmail com Tụ linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.